Nam mô tất sa bha ra va do a ra ha do sa ma sa bu ta sa Nam mô tất sa bha ra va do a ra ha do sa ma sa bu ta sa Nam mô tất sa bha ra va do a ra ha do sa ma sa bu ta sa Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với thiền vô sắc. Cái đầu tiên Akasa Nancha Yatana, không vô biên xứ, chúng ta đã biết rồi. Là lấy cái đối tượng không vô biên làm đối tượng. Và điều đó nghĩa rằng chúng ta phải bắt đầu với bất kỳ kasina, bất kỳ kasina nào. Tới khi chứng được tứ thiền hay là ngũ thiền theo Abhidhamma vi diệu pháp. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thực hành thiền vô sắc. Là chúng ta có thể có cùng các đối tượng ở trong đề mục ở trong thiền sắc giới, ví dụ về kasina sơ nhị tam tứ thiền đi. Mặc dù là chúng ta có năm cái mức độ thiền khác nhau, năm tầng thiền khác nhau, nhưng với tất cả các jhana đều có lấy chỉ lấy Patibhanga Nimitta tỏ tướng làm đối tượng, chỉ có một đối tượng thôi. Nhưng mà đấy, khi mà chúng ta nói về thiền vô sắc, mỗi jhana là có mỗi cái đối tượng khác nhau. Cái đầu tiên là lấy không vô biên làm đối tượng, không vô biên xứ. Cái thứ hai, Vijnana Jhana, là thức vô biên xứ, là lấy cái cảnh mà lấy cái không vô biên làm đối tượng, cái tâm. Thì chúng ta có hai bước ở đây. Cái jhana đầu tiên là lấy không vô biên làm đối tượng, không vô biên xứ. Cái jhana thứ hai là lấy cái jhana đầu tiên làm đối tượng, là về chân đế, lấy chân đế làm đối tượng. Và tiếp theo, akinjana yatana vô sở hữu xứ, lấy sự biến mất diệt của cái jhana đầu tiên làm đối tượng. Như là cái jhana thứ nhất hai thì jhana thứ nhất đã mất rồi, chúng ta phải hướng tâm lên cái sự mà bị biến mất của cái jhana đầu tiên làm đối tượng, là vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ. Và nghe rằng cái jhana đầu tiên là đã diệt rồi, chúng ta phải hướng lên cái sự diệt của cái jhana đầu tiên đó, thì nó sẽ là cái tầng thiền jhana thứ ba vô sở hữu xứ. Nhưng chúng ta không dùng cái từ diệt ở đây, tại vì nghĩa là sự vắng mặt thôi, chứ nếu cho nó là diệt á, thì nó rất là tương tự với Vipassana. Nên chúng ta không nên dùng từ diệt, mà chúng ta dùng từ vắng mặt. Nevasanya, cái thứ tư, phi tưởng, phi vi tưởng xứ, là lấy cái sự mà an tình của jhana thứ ba, vô sở hữu xứ làm đối tượng. Nếu chúng ta nó tóm tắt lại ở đây, cái jhana đầu tiên là lấy không một biên làm đối tượng, jhana thứ hai là lấy cái jhana đầu tiên làm đối tượng, và cái jhana thứ ba sẽ là lấy cái sự vắng mặt của jhana thứ nhất làm đối tượng, và cái jhana thứ tư là lấy cái jhana thứ ba làm đối tượng. Thế chúng ta có thể nói rằng là có bốn người, đúng không? Cái người đầu tiên là dựa vào tường hay là dựa vào cánh cửa đi. Cái người thứ hai dựa vào người thứ nhất, và người thứ ba dựa vào người thứ hai, và người thứ tư dựa vào người thứ ba. Nghĩa là bốn người dựa vào nhau đó. Bốn người dựa vào nhau. Nếu chúng ta mở cánh cửa ra thì bốn người đều ngã. Thì tương tự như vậy, nếu mà không có không vô biên thì chúng ta không làm được bất kỳ tương tiện nào. Phải có không vô biên làm cái đối tượng là cái đầu tiên. Và nói tóm tắt lại, chúng ta có thể hiểu những cái jhana khác nhau thì có những cái cảnh khác nhau, đối tượng khác nhau, đề mục khác nhau. Thì chúng ta lấy những cái đối tượng khác nhau sẽ chứng được những cái jhana khác nhau. Và bây giờ chúng ta phải học thế nào để thực hành, đúng không? Là chúng ta dùng cái phương pháp bố tứ thiền, nên thầy dùng là tứ thiền ở đây. Nhưng thầy có ngũ thiền. Chính vì thế về sau chúng ta nói về bát định, nên là chúng ta sẽ phải dùng tứ thiền ở đây. Vì là nhập vào bất kỳ một trong 10 kasina làm đối tượng, hay là theo ngũ thiền, theo Vipassana, theo Abhidhamma, thì sinh sẽ tiếp tục hành thiền lên thiền vô sắc. Và làm thế nào để nhập vào thiền vô sắc? Nhập vào kasina đất làm tứ thiền, làm đối tượng, làm nền tảng, có thể theo ngũ, đó là ngũ thiền theo Abhidhamma, vị diệu pháp, xuất khỏi đó và quan sát các thiền trì và Pavanga, sau đó sẽ làm theo như sau, quan sát như sau. Đó là cái thân người này là sinh ra bởi
tinh cha và trứng của mẹ, nên gọi là cái thân này. Khi có cái thân này thì là sẽ phải chịu những cái khổ đối với về vũ khí, giống như là dao, kiếm, đạn, và có thể bị đánh đập hay là tra tấn. Là bỏ cho nó bỏ cái từ tu đi, nghe tiếng Anh thì biết thường chứ. Bị đánh, bị đấm, bị đánh, bị tra tấn. Tại cái thân này đó là cái cũng là cái đối tượng mà có thể là cho những cái bệnh tật, ví dụ như là bệnh về mắt, bệnh về tai, bệnh về tim. Còn nếu không có thân này thì không có bệnh, tại vì cái thân này nên có rất nhiều cái bệnh tật khác nhau. Và sau khi mà thiền sinh đã quán xét như vậy và không có mong muốn rồi cho cái kasana sắc giới và bắt đầu nhập vào tứ thiền. Chúng ta sẽ nói về ngũ, là ngũ thiền ở trong Abhidhamma Abhidhamma. Tại sao chúng ta phải quan sát như vậy, quán tưởng như vậy? Cái sự yếu kém của cái sắc, nếu mà chúng ta dính mắc vào cái sắc này, thân cái sắc thân này, chúng ta không chứng được thiền vô sắc. Chính vì thế chúng ta phải quán tưởng tất cả những cái sự yếu kém của thiền sắc giới, nên chính vì thế chúng ta không dính mắc quá nhiều và dính mắc vào cái thân của chúng ta. Và nhập vào cái tứ thiền đây và quan sát cái sự yếu kém của thiền sắc giới. Và dựa trên cái thiền sắc giới, chúng ta không có mong muốn như là chúng ta có cái hỷ của tam thiền, như là cái lạc của tam thiền, như là tứ thiền theo Abhidhamma pháp, và nó gần với các kẻ thù, và nó là như là nó thô tháo hơn là tứ thiền vô sắc. Và không mong muốn về bây giờ là tứ thiền của sắc giới, và cũng phải quán tưởng rằng nó an tịnh hơn cái điểm tự nhiên của thiền vô sắc. Và chúng ta mở rộng tướng nimitta và nói rằng đó là kasina đất. Kasina đất chúng ta nói là chúng ta phải mở rộng tướng kasina rồi, đúng không? Thì tất cả mọi kasina chúng ta đều phải mở rộng tướng của kasina. Chúng ta càng mở rộng được cái tướng kasina thì cái định càng sâu, càng mạnh, khác với thiền hơi thở anapanasati. Và như là nó vô biên, và chúng ta thay cái kasina sắc giới vào bằng tự hư không, thay cái kasina đó bằng hư không, và chúng ta chú tâm lên cái hư không, là không vô biên. Cái này là không rõ lắm, đúng không? Đầu tiên chúng ta phải nhập vào kasina, ví dụ như kasina đất chẳng hạn, ngũ thiền. Và xuất khỏi ngũ thiền, chúng ta phải quán xét là hai thiền chi. Sau đó chúng ta thấy quán xét quán tưởng về cái sự yếu kém của cái thân này. Cái thân này là sinh ra bởi tinh cha và trứng mẹ. Chính cái thân này, có cái thân này nên chúng ta phải chịu những cái tra tấn bằng vũ khí, bằng giống như là dao, gươm, kiếm, đạn, để chúng ta có rất nhiều bệnh tật. Và chúng ta cũng phải quán tưởng tất cả những thứ này trước, và chúng ta nhập lại và kasina đất ngũ thiền, và xuất khỏi kasina đất ngũ thiền, chúng ta lại thấy được quán tưởng cái sự yếu kém của cái thiền sắc giới. Sau đó chúng ta phải nhập định lại, và chúng ta mở rộng tướng kasina đất, và mở rộng tướng kasina đất, và sau đó là thay cái kasina đất bằng hư không. Như là chúng ta mở rộng tướng hư không của chúng ta, có thể loại bỏ tất cả kasina đất và chỉ còn kasina hư không và vô không vô biên, và chú tâm cái không vô biên thì chúng ta có thể chứng được không vô biên xứ. Đó là tầng thiền vô sắc đầu tiên, không vô biên xứ. Và để hành vào nhập cái thiền không vô biên xứ thứ hai, thiền vô sắc thứ hai, là cái bước đầu tiên. Thiền vô sắc đầu tiên chúng ta có rất nhiều cái bước nhau, và thiền vô sắc thứ hai không có nhiều cái bước đâu. Để phát triển không vô biên xứ, cái tâm không biên xứ, và chúng ta quan sát lên là cái sự yếu kém của không vô biên xứ. Ở đây có nói, và trong bốn thiền sắc giới, như là ngũ thiền đó, không vô biên xứ, sắc giới là gần với những kẻ thù và không có an tịnh, giống như là không vô biên xứ, và không có mong muốn vào cái thiền không vô biên xứ, và chúng ta quán tưởng là cái sự an tịnh hơn của cái
không vô biên xứ. Và cái tâm không vô biên xứ đây nghĩa rằng cái tâm ấy, lấy không vô biên xứ làm đối tượng và nói về chân đế, chúng ta không nói là cái ranh giới của tâm đúng không? Cái ranh giới của tâm đúng không? Chúng ta không thể nói ranh giới của citta, đó là chỉ về cái tâm ở đây lấy cái cảnh không vô biên xứ làm đối tượng, nghĩa là đấy gọi là tâm không vô biên. Chúng ta có thể nói thêm một cái cách khác là chú tâm hướng tâm lên cái thằng tiền đầu tiên, chuyên án đầu tiên, thì đó gọi là tức vô biên xứ. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể làm tất cả những cái tầng tiền khác nhau, cái jhana khác nhau, không có nhiều sự khác biệt. Và chúng ta đã từng nói ở đây. Và nói tóm tắt lại, thiền sinh phải quan sát đến hai thứ. Nếu cái sự yếu kém của cái tầng tiền thấp hơn, cái đầu tiên. Và cái thứ hai, cái đời điểm tự nhiên của cái an tịnh hơn và ổn định hơn của cái jhana cao hơn. Chỉ có hai thứ này chúng ta cần phải quan sát, bất kỳ chúng ta là muốn từ jhana thấp lên kasina cao hay là từ jhana thấp lên jhana cao, thì chúng ta chỉ nghĩ hai thứ này thôi, không cần nhiều thứ. Như là cái jhana đầu tiên, phức tạp hơn. Chúng ta phải thực hiện thử rất nhiều cách để chúng ta ổn định cái tầng tiền và quan thiện và quen thuộc với cái tầng tiền jhana thứ nhất. Và chú tâm đến cái đối tượng của jhana cao hơn. Như chúng ta nói là jhana khác nhau thì có những cái cảnh khác nhau, đối tượng khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ học 14 pháp luyện tâm ở đây. Chúng ta thấy này không? The 14 ways. 14 pháp luyện tâm. Chúng ta đã sẵn sàng để đau đầu chưa? Sẵn sàng chưa? Nếu mà chúng ta sẵn sàng chịu đau đầu thì thầy sẽ dạy. Cái đầu tiên, Kasina Nuroma. Tiếp theo chiều thuận của Kasina. Kasina Nuroma. Và bây giờ thầy sẽ viết ra Kasina đúng không? Nên nó sẽ làm cho chúng ta đỏ đỏ đó. Cái đầu tiên, Kasina đất. Nước. Lửa. Gió. Đèn. Vàng. Đỏ. Và trắng. Đất, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng. Theo thứ tự từ 1 đến 8. Đất, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng. Chúng ta thấy đó là thứ tự, như là theo thứ tự của Kasina, thuận theo chiều thuận của Kasina. Ví dụ là chúng ta làm tất cả những Kasina phải rõ ràng. Ví dụ Kasina đất phải rất là rõ. Và chúng ta có thể nhập Kasina đất sơ tiền tới tất cả những tới bát định và tất cả những tầng tiền từ của nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng từ 1 đến 8. Chúng ta có thể nhận ra cái sự màu, cái màu khác nhau đúng không? Ví dụ như là chúng ta phân biệt được cái casino màu. Với lại phải rất quan trọng, chúng ta phân biệt những casino màu với những casino đất, nước, lửa, gió đó, chúng ta phải phân biệt được. Tại vì color, cái màu sắc rất là rõ ràng, nếu chúng ta không phân biệt được rõ ràng thì nó không thành công. Và casino đen, vàng, đỏ, trắng. Còn casino đất, nước, lửa, gió chúng ta phải rất cẩn thận, không được nhầm lẫn với tất cả những casino màu. Từ sơ thiền tới bát định, tới tám thiền, như là tám cái triệu chứng ngộ đó, tám đến bát định đó. Chúng ta nhập vào từ 1 đến 8, từ 1 đến 8, từ 1 đến 8, từ 1 đến 8, tất cả những casino này theo thứ tự từ 1 đến 8. Đó gọi là thuận theo chiều của casino. Là bao nhiêu vòng chúng ta có thể thực hành được trong một cái thời thiền. Ngay lúc ban đầu thì nó rất là chậm. Chúng ta cố gắng nửa tiếng, cũng chưa chắc đã xong một vòng, có thể hoặc là có thể mới xong một vòng. Nếu mà chúng ta quen rồi, thì nó sẽ nhanh hơn và nhanh hơn. Và nhiều khi, chúng ta thay đổi từ cái này cái khác cũng có thể khó mà thay đổi. Từ casino đến casino này đến casino khác, khi mà chúng ta quen rồi thì nó trở nên nhanh hơn và nhanh hơn khi mà chúng ta thuần thục rồi á. Và nếu mà chúng ta có thể làm khoảng 20 vòng, hay hơn 20 vòng, trong một tiếng á, nghĩa là nó đủ tốt trong cái lần đầu tiên, cái đủ mạnh đối với lần đầu tiên chúng ta thực hành, nhưng mà không dễ dàng đúng không? 20 vòng, hơn 20 vòng trong một thời tiền một tiếng đồng hồ, trong một tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta làm hơn 100 lần, 1.000 lần thì càng tốt, nhưng mà không phải dễ dàng để làm hơn 100 lần, hơn 1.000 lần. Đó gọi là Kasina Nulomat, như là thuận theo
chiều Kasina. Và khi chúng ta dạy ở Kasina ngay lúc ban đầu á, không phải theo thứ tự này được, nhưng mà chúng ta phải học theo cái thứ tự này. Đó là cái chúng ta cần phải nhớ ở đây. Cái thứ hai, Kasina Patiloma, nghĩa là theo chiều nghịch của Kasina, nghĩa từ Kasina trắng, trắng, đỏ, vàng, đen, gió, lửa, nước, đất, thì chúng ta phải đi ngược lại, nghĩa là theo chiều nghịch của Kasina, càng nhanh càng tốt, theo chiều nghịch của Kasina. Trắng, đỏ, vàng, đen, gió, lửa, nước, đất, thì ngược lại theo chiều nghịch của Kasina. Thì đó là phương pháp thứ hai trong 14 pháp luyện tâm. Thì đó gọi là Kasina Patiloma. Và cũng Kasina trắng từ 1 đến 8, Kasina đỏ 1 đến 8, Kasina vàng cũng từ 1 đến 8, đen từ 1 đến 8, gió từ 1 đến 8, lửa từ 1 đến 8, nước từ 1 đến 8, đất từ 1 đến 8, như theo có chiều như vậy. Thì đó là theo chiều nghịch của Kasina. Kasina Patiloma. Và chúng ta cũng đến cái bước thứ ba. Cái thứ ba, Kasina Patiloma. Kasina Anuloma Patiloma, nghĩa theo chiều nghịch và nghĩa theo chiều thuận và chiều nghịch của Kasina, nghĩa chúng ta từ đất, nước, lửa, gió, từ đất tới trắng, rồi từ trắng tới đất, như là theo chiều thuận và chiều nghịch của Kasina. Cái thứ ba đó, từng cái một, nghĩa theo chiều thuận và theo chiều nghịch của Kasina. Bây giờ là theo, đầu tiên là theo chiều thuận, thứ hai theo chiều nghịch, và thứ ba theo cả thuận lẫn nghịch, thuận song nghịch, theo chiều thuận và nghịch của Kasina. Tại vì chúng ta thay đổi cái thứ tự của Kasina, chúng ta thấy điểm yếu của chúng ta, cái nào dễ dàng hơn chúng ta, cho chúng ta cái nào khó hơn cho chúng ta sẽ phát hiện ra. Mà chúng ta phải là rất là quen với Kasina và rất là quen thuộc thuần thục với Jhana và Kasina, và chúng ta sẽ thấy Kasina rõ ràng hơn và rõ ràng hơn, càng rõ càng tốt. Cái này rất là cơ bản, cái nền tảng rất là cơ bản thôi, căn bản cho cái phần 14 pháp luyện tâm. Bây giờ chúng ta nói ba cái đầu thôi. Ba cái đầu ở đây là theo chiều thuận và theo chiều nghịch, và cái thứ ba là theo cả thuận rồi đến nghịch. Chúng ta lặp đi lặp lại tới khi chúng ta rất là thuần thục, rất là quen thuộc rồi. Và tiếp theo chúng ta đến cái thứ tư, Jhana Nuloma. 4, 5, 6 thì sẽ có mối liên hệ với nhau, cái 4, 5, 6. Và đấy, Jhana Nuloma, như theo chiều thuận của Jhana, của tám bát định ấy, theo chiều thuận của Jhana. Và đây, 1, 2, 3, Kasina đất này, sơ nhị tam tứ thiền, rồi vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng, phi tưởng xứ, từ 1 đến 8 đó. Kasina đất, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tầng thiền. Và nước, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kasina lửa, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nó rất là tương tự như cái đầu tiên. Nhưng mà chúng ta cứ làm như vậy, chúng ta phải rất là quen thuộc với cái Kasina này, cái thực hành thứ tư này. Nếu không, cái thứ năm chúng ta sẽ gặp khó khăn. Và chúng ta làm tất cả Kasina này theo chiều thuận của Jhana, như chúng ta lặp đi lặp lại tất cả những cái bước cũ á, là theo cái chiều thuận của Kasina, theo chiều nghịch của Kasina, theo chiều thuận và nghịch của Kasina. Và chúng ta bắt đầu đến là làm tương tự như cái bước thứ tư này, như từ 1 đến 8, 1 đến 8, 1 đến 8. Và sau đó cái bước thứ năm, Jhana Patiloma. Thì chúng ta phải lặp đi lặp lại như vậy. Từ 1 đến 8, từ 1 đến 8 như vậy. Nó tương tự. Cái thứ tư này tương tự, nên chính vì thế chúng ta lặp đi lặp lại. Cái thứ tư, cái đầu tiên, chúng ta phải chú tâm đến cái Kasina, còn cái này là hướng tâm lên cái Jhana nhiều hơn. Thì đó mới là sự khác biệt, mặc dù chúng ta nhìn có vẻ giống nhau. Nếu chúng ta thuần thục cái đầu tiên, thì cái thứ tư này là nó tương tự. Cái thứ tư rất là tương tự, nhưng mà chúng ta là chú tâm, hướng tâm lên cái phần Kasina nhiều hơn để theo chiều thuận của Kasina. Còn cái đầu tiên là theo chiều thuận của Kasina, đất, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng. Chúng ta phải có thể phân biệt tất cả các Kasina, hành tất cả các Kasina, thì chúng ta phải rất là thuần thục trên Kasina. Còn cái tiếp theo, cái chúng ta thuần thục với Kasina rồi, còn cái thứ tư này là chúng ta phải thuần thục với Jhana, theo thứ tư của Kasina. Thì chúng ta chú tâm trên Kasina. Như là những cái bước khác nhau thì chúng ta phải rõ ràng, phân biệt được rõ ràng.
Cái chân lá thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cái đặc tính tự nhiên của nó là gì? Chúng ta làm chậm rãi và phải rất là quen thuộc với tất cả cái chân lá này, tất cả cái tầng thiền này. Chúng ta chú trọng hơn phần jhana thứ tư. Cái thứ năm ở đây là theo chiều nghịch của jhana 8 7 6 5 4 3 2 1, nghĩa là chúng ta nhập vào bát định trước, vào phi tưởng vi tưởng xứ trước, bắt đầu với xuống thức vô biên xứ, rồi xuống không vô vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, tứ tam nhị sơ thiền 8 7 6 5 4 3 2 1. Chúng ta phải đi ngược lại từ 4 tới 1, từ 4 tới 1, từ 8 tới 1, từ 8 tới 1, từ 8 tới 1. Như chúng ta đi theo chiều nghịch của kasina, của jhana. Cái thứ năm là cái thứ sáu. Và kasina đất từ 1 đến 8. 8 đến 1. Và 1 đến 8. Và 8 đến 1 kasina nước 8 đến 1, 1 đến 8 nghĩa là theo chiều thuận và nghịch của jhana. Và như vậy từ 1 tới 6 dễ dàng hơn. Đối hầu hết với cái thiền sinh không có khó khăn nhiều. Là kasina theo thứ tự và tương tự nghịch theo chiều nghịch, theo chiều thuận, theo chiều nghịch, chân á tương tự như vậy, theo chiều thuận, theo chiều nghịch, và như vậy là hai cách như vậy thôi. Từ 1 đến 6 không có khó khăn đối với hầu hết các thiền sinh. Từ 1 đến 6 ở đây, và chúng ta có cái thứ bảy khó hơn đây này, hơi khó một chút. Phương pháp thứ bảy ở kasina đất này, và nhập vào các jhana theo cái thứ tự sau kasina đất 1 3 5 7. Và như vậy chúng ta có thể nói như vậy, chúng ta nhìn trên bảng này nó sẽ dễ dàng hơn đây. Và chúng ta nghĩ là nhảy bước kasina, nhảy bước tường thiền, như là đây nhảy bước tường thiền ở đây, nhảy bước jhana ở đây. Kasina đất ở đây là 1 tới 3, từ 1 lên 3, từ 3 tới 5, từ 5 tới 7, nghĩa là nhảy bước kasina không lên nhị thiền, từ sơ thiền lên tam thiền, từ tam thiền lên ngũ thiền, từ hoặc là theo 2 tới 4, 4 tới 6, 6 tới 8, 2, 4, 6, 8, và thứ 3, thì 3, 5, 5 tới 7, rồi 7 quay về 1. Chúng ta nhảy bước kasina, nhảy bước jhana, và thứ 4, 4 tới 6, 6 tới 8, 8 tới 2, và cái thứ năm, 5 tới 7, 7 tới 1, 1 tới 3. Và tiếp theo, kasina thứ 6, 8, 8 tới 2, 2 tới 4. Và tiếp theo, 7, 7 tới 1, 1 tới 3, 3 tới 5, 8, 8 tới 2, 2 tới 4, 4 tới 6. Đó là nhảy bước jhana, đúng không? Chúng ta hiểu rồi đúng không? Hiểu không? Và tiếp theo kasina nước cũng tương tự như vậy, kasina cũng tương nước cũng tương tự như vậy. Thì chính thế thầy mới nói là chúng ta đã sẵn sàng để đau đầu chưa? Thầy đã hỏi rồi mà. Và kasina nước, đất nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, tất cả đều làm tương tự như vậy. Như là nhảy bước chân á ở đây. Như là chúng ta hành thiền cả ngày chưa chắc đã xong một vòng này. Chúng ta không thể nói rằng cả đời mà chúng ta không thấy kiếp quá khứ của chúng ta, cái bản lĩnh của chúng ta được, đúng không? Thì đó là cái thứ bảy, 7 8 9 khó hơn. Ba này là khó nhất theo độ khó, để khó nhất là từ 7 8 9. Cái phương pháp luyện tâm thứ bảy, thứ tám, thứ chín, chúng ta lặp đi lặp lại tất cả các kasina là như vậy. Và tiếp theo, và đây có nói kasina thứ 8 tương tự như vậy, nhờ vào jhana và theo cái thứ tự trên, theo nước, lửa, gió, đen, đen, vàng, đỏ, trắng, và cùng cái thứ tự của kasina. Và đây kasino kantika, nhảy bước kasina, bây giờ đến nhảy bước kasina chứ không phải nhảy bước jhana nữa, nhảy bước kasina. Bây giờ chúng ta nhìn trên bảng sẽ dễ hơn này. Đất, lửa, lửa tới đen, đen tới đỏ. Và tiếp theo, nước tới gió, và chúng ta có thể nhận ra không? Nhảy bước kasina nhé. Chúng ta thấy màu sắc này rất là tương tự nhau. Chúng ta phải rất là quen thuộc. Đất với lửa màu giống nhau. Và nước.
Thì đó là bước đầu tiên chúng ta nói đây. Cái đoạn thứ hai, cái thứ ba, lửa đen đỏ đất, và tương tự như vậy, lửa đen đỏ đất này, lửa thì đen đen đỏ đỏ thì đất, và gió thì vàng, vàng thì trắng, và trắng lại quay về nước, tới nước, và cái gì nó đen, đen thì đỏ, đỏ thì đất, đất lửa, và tiếp theo casino vàng, vàng đến trắng, trắng rồi nước, nước rồi gió. Và tiếp theo casino đỏ, đỏ rồi đất, đất rồi lửa, lửa rồi đen. Và tương tự như vậy, casino trắng, trắng rồi nước, nước rồi đến gió, gió rồi đến vàng. Như chúng ta nhảy bước casino. Và đấy, chúng ta đã nói. Và như vậy điều đó nghĩa rằng, thực ra ở đây, trong từ nước tới lửa gió, như là nước 1 đến 8, lửa thì 1 đến 8, không vấn đề gì. Tương tự như vậy. Và cái nó đen, đen thì 1 đến 8, và đỏ, đỏ thì 1 đến 8. Không vấn đề nhiều, không vấn đề lớn ở đây. Nhưng mà đương nhiên là cũng phức tạp rồi. Chúng ta phải rất là quen thuộc với casino, thuần thuộc với casino, còn không thì chúng ta không thể nhảy bước casino được. Thì đó gọi là nhảy bước casino. Nếu chúng ta phải nhảy nhiều quá, thì chúng ta đau đầu, đúng không? nhảy bước casino. Và một cái bước tiếp theo chúng ta sẽ học về sau. Bây giờ chúng ta là 1-8, 1-8 ở đây. Tất cả các jhana ở đây, tất cả những casino từ 1-8, thứ tự từ 1-8. Vì casino đất ở đây, từ 1-8, bắt đầu nhảy đến lửa từ 1-8, thì như vậy. Và bây giờ cái khó nhất ở đây, cái thứ 9. Cái thứ 9. Rất là nổi tiếng, cái này rất là nổi tiếng. Nếu chúng ta phải thành cái này, chắc chúng ta chạy mất đấy. Đây, cái thứ 9, nhảy bước, và jhana, kusinganika, và như là nhảy bước casino và jhana cùng một lúc. Chúng ta nhìn cái bảng, chúng ta đau đầu rồi đúng không? Đây là nhảy bước cả casino và cả jhana, các tầng tiền. Nhưng bây giờ chúng ta nhảy bước casino đây, đất. Thì đấy lửa, đất lửa, đất, như là đất 1, lửa 3, đen 5, đỏ 7. Và tiếp theo, nước 2, 2 đúng không? Gió 4, đúng không? À, đất 1, đây là đất 1, gió 3, đỏ, vàng 5, trắng 7. Nếu chúng ta phải lặp lại hai lần ở đây. Tiếp theo, casino đất. Đất. Đây, chúng ta bắt đầu đây. Thì 1, 2, 3. Casino đất là 1, lửa 3, đen 5, đỏ 7. Bây giờ casino đất là 2. Casino đất là 2. Rồi lửa 4, đen 6, đỏ 8. Nước 2, gió 4, vàng 6, trắng 8. Câu hỏi tại sao không làm cái thực hành cho nó dễ hơn thì đất từ 1 đến 8 rồi là như vậy. Nó không đơn giản vậy đâu. Thực ra chúng ta phải nhảy bước cả jhana và casino, nghĩa là nhảy casino và nhảy cả jhana cùng với nhau. Đó mới là cái khó. Nghĩa là đây là đất, đất thì đến lửa, lửa chúng ta nhảy đất rồi nhảy qua lửa. Rồi nhảy qua lửa thì như vậy. Thì tương tự như vậy chúng ta nhảy đây, nhảy bước casino ở đây. Casino đất ở đây. Và chúng ta thấy đây, cái bảng sau này này. Sau cái bảng này. Và tất cả những cái số này sẽ tới. Hiểu không?
Kasana đất lần đầu tiên, đi đầu tiên. Đất. Nếu chúng ta nói cái sự thay đổi ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở đây. Nếu chúng ta nhìn lên xuống dưới này. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 4, 6, 2, 4, 6, 2, v.v. Giống như vậy, đúng không? Lập lại 2 lần. Ý nghĩa rằng đây là Kasana đất là dẫn đầu, cái Jhana đầu thì Kasana đầu tiên. Và tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng Kasana nước ở đây. Nước tương tự như vậy, nước dẫn đầu. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, và 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, là 2 lần đúng không? Tương tự như vậy, 6, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, và 7, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5. Và tiếp theo, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Đó là cái nhóm này. Và cái tư như vậy, nhảy bước Kasina và Jhana. Và chúng ta có thể hiểu rằng là chúng ta phải đau đầu như thế nào để có thần thông, đúng không? Phải đau đầu đến mức độ nào để hành được thần thông, đúng không? Chứng thần thông không phải dễ. Đây là phương pháp, 14 pháp luyện tâm để hành thần thông. Thần thông rất là khó để mà chứng được thần thông. Sau khi chứng được thần thông, khó để mà duy trì thần thông nữa. Không dễ dàng đâu. Cái này là cái bước rất là lớn cho tất cả mọi người. Cái bước thứ 9 này rất là khó cho tất cả. Cái này khó, dễ hơn cho chúng ta đúng không? dễ để mà hiểu cái bảng đúng không? Thực ra cái bảng này, cái số đây, 1, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 2, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Thầy đã đếm ở đây rồi, thầy viết ở trên số ở đây rồi. Câu này cô vẫn không có hiểu tại sao. Cô bảo không, tại sao hành theo thứ tự từ 1 đến 8. Cô vẫn không có hiểu. Thì chính vì thế này, thầy đã viết đó là cái bước trước. Còn bây giờ cái bước này bước khó hơn. Nhảy bước cả Kasina và cả Jhana, chúng ta nhảy bước. Kasina đất là đất lửa. Cái thứ 8 là đất nửa đen đỏ. 1 đến 8, lửa từ 1 đến 8, đen từ 1 đến 8, đỏ từ 1 đến 8, đã nói ở trên này rồi. Đó là bước thứ 8. Còn cái bước thứ 9 là khó hơn rất là nhiều, nghĩa là nhảy bước cùng một lúc. Cái thứ 9 ở đây nghĩa là chúng ta phải nhảy bước cả hai cùng một lúc, nghĩa là nhảy bước của Kasina và nhảy bước của cả tầng thiền Jhana cùng một lúc, chứ không có theo thứ tự nữa. Thì cái đầu tiên á, chỉ nhảy bước Jhana thôi. Cái thứ hai nhảy bước Kasina, và cái thứ 9 là nhảy bước cả Kasina và cả Jhana cùng một lúc thì nó khó hơn rất là nhiều. Và rất là đau đầu. Như là tại sao mà đây là phương pháp 4 tự nghĩa là tứ thiền theo Abhidhamma cho nên nó dùng phương pháp ngũ thiền. Thì chính vì thế chúng ta nói là bát định ở đây, chính vì thế chúng ta dùng trong trường hợp mà trong sutta thì sẽ nói là Yitika Vichara tầm tứ là loại bỏ cùng một lúc, nghĩa là tam thiền là thành thứ nhị thiền, đúng không? Tứ thiền thành tam thiền và ngũ thiền thành tứ thiền theo phương pháp bộ tứ thiền. Đó là theo sutta. Còn bây giờ, cái này rõ hơn là dễ hơn là cái thứ 10. Cái thứ 10 đúng không? Angasangaranikara là cái thiền trì nhập quan cái thiền trì nhập với nhập vào cái chân áo, xuất khỏi chân áo và quan sát các thiền trì, như là quan sát các thiền trì dễ dàng đúng không? Mỗi cái chân áo chúng ta đều phải quan sát các thiền trì, và đối với tất cả cái thiền, tất cả cái chân áo và tất cả các kasina chúng ta đều quan sát thiền trì. Cái này đơn giản, cái thứ 10 đơn giản hơn.
là theo thứ tự như là nhập thiền, xuất thiền và quan sát các thiền chỉ, cái thứ 10 ở đây. Mỗi chân á xuất khỏi chân á và sau đó quan sát các thiền chỉ, ajana thiền chỉ đó. Jhana factor đó. Cái gọi aramana sankantika. Như là thay đổi cái đối tượng, là nhập vào jhana, cái sơ thiền của mỗi tất cả các casino ở đây, cái thứ 11 này. Cái khác biệt ở đây đúng không? Và sơ thiền tất cả như là đất nước lửa, gió, đen vàng đỏ trắng, là tất cả đều nhập vào sơ thiền và nhị thiền và tam thiền và tứ thiền theo một đến tám như vậy. Nhập tất cả các casino nhập theo đều có một tầng thiền một. Chúng ta làm thứ 8 thì đất nước lửa gió đen vàng đỏ trắng 8888 như vậy thì đó gọi là aramana sankarika, nghĩa là thay đổi về cái casino. Và cái thứ 12 là một cái nữa cho chúng ta đo đầu đây, cái thứ 12. Angkaramana sankarika nghĩa là thay đổi về cả thiền chi và cảnh và đề mục. Cái đầu tiên, cái 10 là angkarika, thay đổi về cái thiền chi. Như là chúng ta quan sát thiền chi, cần thay đổi cái thiền chi đó. Còn cái thứ 12, vừa thay đổi thiền chi và thay đổi đối tượng. Như casino đất, đúng không? Đất là một, lửa nước hai, lửa ba, gió bốn, đen năm, vàng sáu, đỏ bảy, trắng tám. Tương tự như vậy, đất hai, lửa ba, gió nước ba, lửa bốn, vân vân. Tương tự như vậy chúng ta phải làm. Cái này thay đổi từ cái này đến cái khác. Như là chúng ta có thể thay đổi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Và tương tự như vậy, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Thì thay đổi cả về thiền trì và đối tượng. Cái thứ 12, phương pháp thứ 12. Phương pháp luyện tâm thứ 12. Đó là thay đổi cả về thiền trì và đối tượng. Chúng ta phải thay đổi đúng không? Như là rất là nhiều thứ phức tạp để chúng ta luyện tâm của chúng ta. Có 14 phương pháp này luyện tâm chúng ta, đây là phương pháp để mà chúng ta luyện thần thông. Về thuần thục 14 phương pháp này. Và bây giờ 12 giờ rồi đúng không? Bây giờ 12 rồi đúng không? Còn 2 cái nữa cơ. 14 phương pháp. Gặp 2 phương pháp nữa không sao. Còn 2 phương pháp nữa. Bây giờ chúng ta đến phương pháp thứ 12 rồi. Và ở đấy, nhờ cái chân đất, sơ thiền và nước, nhị thiền, vân vân vân. Như ở trên cái bảng chúng ta đọc xong nó thể viết ở dưới này. Cái tiếp theo. Angavatavana. Nghĩa định nghĩa của chi, thiền chi, xuất khỏi tất cả chân á và quan sát tất cả chân á, cả năm chân á và tương tự người sơ thiền là năm thiền chi, là bốn thiền, ba thiền chi, hai thiền chi. Như là chúng ta cái này cái thứ 13 là chỉ có quan sát về thiền chi thôi, phân biệt thiền chi. Mặc dù chúng ta không làm cái này cũng không sao, tại chúng ta đã học rồi cái phương pháp thứ 13 này. Cái thứ 14, Aravatavana, như là chúng ta phải biết được cái tất cả cái chân á và chắc chắn đó là chân á, đó là cái chân á đất. Chúng ta phải khẳng định lại cái casino. Chúng ta rất là quen thuộc rồi. Cái 13, 14 không phải là vấn đề nặng, không phải vấn đề lớn, mặc dù chúng ta không thực hành cũng không phải là vấn đề nhiều. Đúng không? Và ở đây chúng ta bắt đầu đến cái này rất là đơn giản hơn so với 7, 8, 9. Thì cái 13, 14 này, cái 12 này. Cái 12 cũng phức tạp hơn, cái phương pháp thứ 12 cũng phức tạp. Còn 7, 8, 9, 12 là cái phức tạp nhất. Cái phương pháp thứ 7, 8, 9 và 12 là cái phức tạp nhất trong 14 pháp luyện tâm đây. Ở đây có nói trong 10 cảnh của 10 đối tượng của thần thông. Kama. Kama cảnh nghiệp đó, Kama. Cái thứ 2 mà gọi là cảnh đáo đại, như là Jhana, cảnh Jhana. Apamana. Như là vô lượng phần. Manga đạo. Và thần thông có thể nhìn thấy manga như đạo khác, như là nhìn đạo của người khác, nhìn cái đạo tuệ của người khác, nhìn thấy đạo của người khác. Adita, quá khứ. Anagata, tương lai. Pachupana, hiện tại.
Achata bên trong, Bahita bên ngoài, Bahita bên trong Panyati, Bahita bên ngoài. Vesani nghĩa là cái mà cái chế định mà đặc biệt. Và bây giờ là 10 đối tượng của thần tông. Theo cái thứ tư của Mano Manjiti là chúng ta bắt đầu học rồi thì chúng ta phải thực hành đấy đúng không? Chúng ta thử đấy đúng không? Thế thứ tư của Mano Manjiti là tâm tạo, thần thông, tâm tạo. Để trong sách đây chúng ta thầy đã viết trong sách rồi đây. Hay là thầy không có thần thông đó nên thầy bảo chúng ta hành đi. Chúng ta thực hành cái thần thông đó đi. Nghĩa rằng thế hệ mới là phải mạnh hơn thế hệ trước đúng không? Thầy thế hệ trước chúng ta thế hệ mới, thầy thế hệ già rồi, thế hệ cũ rồi, chúng ta thế hệ mới có mà hành đi, hành như có thần thông và nhập vào cái nền tảng của chân áp. Chúng ta phải nghĩ về cái vấn đề này, xem xét vấn đề này. Cái chân áp nền tảng đây, chân áp nền tảng đây về thần thông á, thì khi chúng ta nói về cái phương pháp ngũ thiền từ 1 tới 5, như là phần thiền sát giới là từ 1 đến 5. Đó là cái giá thứ 5, đó là cái tầng thiền. Nhưng nền tảng, còn nếu chúng ta nói phương pháp tứ thiền, thì cái tứ thiền về thiền sát giới á, thì cái tầng thiền sát giới cao nhất đó là cái thiền nền tảng. Nếu chúng ta nói phương pháp ngũ thiền, thì cái tầng thiền thứ 5 đó là cái nền tảng, chính là 5, 9 tầng thiền á. Thì bây giờ chứ không phải là 8, thì theo phương pháp của chúng ta dùng phương pháp 8 đây. Tại 8 với 8 thì nó trùng với nhau, thì chúng ta có thể di chuyển. Thì chúng ta nói 8 về 9, 1 đến 8 với 9 thì chúng ta khó để mà thực hành nhảy bước được, nó khó. Và nếu mà khi mà chúng ta dùng thần thông thì nó phải là 8 thiền chứng chứ không phải 9 thiền chứng để chúng ta dễ dàng thực hành. Và nếu cái nền tảng là tứ thiền, nền tảng ở đây chúng ta nói về tứ thiền sắc giới, đó là Apinyana. Và cái đầu tiên chúng ta phải nhập vào cái tầng chân á tứ thiền nền tảng tứ thiền đó, xuất khởi nó và parikrama, lấy cái cảnh tư thế tuổi cái mạc và nói, ví dụ như là đây ngài Chulapantaka, ngài Chulapantaka đó, ngài trưởng lão Chulapantaka là ngài không có nhớ một câu kệ trong vòng 4 năm, trong ba tháng đó, thì anh trai vì bảo vì đó sai. Và trước khi vị đó đi sai, vị gặp Đức Phật, vị đến gặp Đức Phật trước, đảnh lễ Đức Phật, mời Đức Phật về nói tại sao mà vị đó bảo con muốn sai. Thì ngài Đức Phật phải hỏi tại sao, thì bảo là anh trai con bảo con sai. Đức Phật phải nói rằng nghĩa là cái giáo pháp Đức Phật không thuộc về anh trai của con. Bây giờ ta sẽ dạy con, Đức Phật sẽ dạy cho vị tỳ kheo Chulapantaka, đại trưởng lão đó. Khi mà cái lúc vị Jivaka đến nhà của thí chủ Jivaka để thọ thực, thì ngài Chulapantaka đang hành thiền ở trong tu viện. Thì vị Jivaka mới nói có ai tỳ kheo, có vị tỳ kheo nào ở đó không? Thì anh trai nói là không có ai, chỉ tại vì em trai của vị đó xảy rồi. Đức Phật phải nói rằng không có một vị tỳ kheo đó đến mà bảo vị đến mọi vị tỳ kheo đó tới. Tại vì Đức Phật biết vị Chulapantaka đã chứng A-la-hán rồi. Thì vì như là người hầu của Jivaka tới tu viện và mời và thấy rất nhiều vị tỳ kheo ở tu viện đây, cái tư thế khác nhau, mặc khác nhau, nói khác nhau, một số đọc sách, một số đang tụng kinh, một số đang đi kinh hành, một số đang ngồi thiền, một số đang nhập quả tuệ, rất là nhiều cái tư thế khác nhau, oai nghi khác nhau. Và parikrama nghĩa là chuẩn bị tướng ở đây là hướng tới tất cả những tư thế mà chúng ta muốn chúng ta phải đầu tiên là parikrama chuẩn bị tướng để chúng ta chuẩn bị tất cả, phải rất là nhanh, nghĩa là vài giây chúng ta phải xong hết tất cả những cái này rồi, tất cả những cái thứ chúng ta cần phải làm ở trong cái thời gian này. Và tiếp tục chúng ta nhập vào cái tứ thiền này, kia là cái jhana nền tảng này, và sau đó xuất khỏi nó và chúng ta nhập vào, chúng ta bắt đầu quyết định cái thứ sáu là quyết định giống như cái parikrama chuẩn bị mà chúng ta đã nghĩ tới. Và cái nền tảng chân á đây lấy parikrama paribhagani mới là tạo tướng làm cảnh, và cái tâm chuẩn bị đây parikrama chitta lấy 100 thân hay là vân vân là theo cái nguyện của chúng ta, cái quyết định của chúng ta, như chúng ta nguyện là 500 cái thân hay 1000 thân hay là tội khác tuổi khác nhau, tư thế khác nhau, oai nghi khác nhau, ăn mặc khác nhau,
là chúng ta phải quyết định ngay cái parikamachita, chuẩn bị tâm, cái phần parikamachita. Cái này thầy giải thích thôi, thầy giải thích cho chúng ta hiểu hơn. Và lấy cả 100 cái màu sắc là cảnh chẳng hạn, nó không phải là cái ngày chế định, cái, đây là cái màu sắc. Khi mà nguyện, cái tâm nó sẽ lấy cả 100 màu sắc làm cái đối tượng nữa. Parikama đây là 100 hay là 1000 là theo tâm của chúng ta hướng tới. Nghe cái nguyện là chúng ta phải nguyện y chang như vậy. Quyết định đây, khi chúng ta nói về màu sắc và phải có màu sắc nữa, tương tự như vậy, nó sẽ xuất hiện theo những màu sắc khác nhau như vậy. Về cái màu sắc, nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta. Thầy nói về tư thế, rồi tuổi và cách ăn mặc và cách nói, người nói hay là như là nó phụ thuộc vào cái nguyện của chúng ta, cái mong muốn của chúng ta. Cái 6 này như là cái 3 và cái 6 phải giống nhau. Và thiên nhĩ thông, đến phần thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông, chúng ta đến phần thiên nhĩ thông là gì? Và cũng đầu tiên chúng ta có nhập vào Kasina nền tảng của thần thông, là tứ thiền, xuất khỏi tứ thiền. Và phải nguyện, phải nghe những cái âm thanh rõ ràng, thô, giống như là sư tử hống trong rừng, âm thanh nói của người, và từ gần, từ xa, từ gần đến xa, bắt đầu âm thanh của tiếng chuông, vân vân vân, sau đó thì hướng tới những cái âm thanh mà vi tế hơn, giống như là cái âm thanh của lá, của kiến, của mối, của những con côn trùng, những con vật ở trong, sinh vật ở trong người chúng ta. Chúng ta nghe những tiếng của sinh vật trong người, những cái vi khuẩn trong người chúng ta, những tiếng của nó, âm thanh của nó, như là từ cái âm thanh thô, âm thanh vi tế, như từ gần chúng ta nghe tới xa, và chúng ta nhập vào cái jhana nền tảng, và chúng ta xuất khỏi nó, và chúng ta nguyện từ gần tới xa và tất cả các hướng từng cái một, nghĩa rằng chúng ta mà muốn nghe rất nhiều cái âm thanh từ phía hướng đông, chúng ta hướng về hướng đông, từ gần tới xa, từ gần ra xa, càng rõ càng tốt. Nếu chứ không rõ thì chứng tỏ là thiên nhĩ thông của chúng ta yếu. Còn nếu mà từ gần đến xa nó rõ hơn thì như vậy, đó là thiên nhĩ thông. Có rất nhiều cách để thực hành thiên nhĩ thông ở đây, là chúng ta có thể luyện thiên nhĩ rất nhiều cách khác nhau. Và tiếp theo, nếu thầy cô đã không làm được thì đệ tử học trò của thầy cô đã phải làm, đúng không? Nhưng từ gần đến xa chúng ta thực hành như vậy, từ âm thanh thô đến âm thanh vi tế. Gần thì dễ hơn, gần thì nó dễ hơn, xa thì nó khó hơn. Chúng ta có thể hướng theo các hướng khác nhau, nghe theo cái hướng khác nhau. Tất cả các hướng. Như chúng ta khi thành công, chúng ta tất cả những âm thanh rất là vi tế, chúng ta có thể nghe được từ trên xuống dưới. Rồi tất cả nghe thấy chúng ta dưới địa ngục nó khóc, kêu gào, và chúng ta có thể nghe được những âm thanh của thiên nữa, của chư thiên nữa, của thiên giới nữa. Và đọc tâm, gọi là tha tâm thông. Và là tha tâm thông và thiên nhãn thông là tương đối giống nhau. Ô, thầy nhảy quên mất cái phần chúng ta đến phần thiên nhãn thông này, và sau thầy giảng về thiên nhãn thông. Và theo cái màu sắc của tâm đây, thiên nhĩ thông tha tâm thông đây, chúng ta phải theo dựa theo cái màu sắc của cái tâm, của tim. Ví dụ như là đỏ giống tương đối với đen, tương đối giống với đen, nếu như vậy. Nếu máu màu đen đi, máu màu đen. Nếu máu chúng ta màu đen á, cái màu sắc của máu á, thì chúng ta sân, chúng ta biết đó là tâm sân. Như là cái người chúng ta nhìn cái màu sắc máu của người đó thì chúng ta người đó có tâm sân rất là nhiều. Nhiều khi chúng ta không thấy nhìn thấy màu sắc của trái tim, nhưng máu trong trái tim á, chúng ta có thể biết được cái người tâm người ta. Chúng ta đọc tâm người khác, như chúng ta phải có nghĩa vụ là phải thực hành cái này, đúng không? Thầy cô với đá không làm được nên đệ tử học trò của thầy phải làm cái này, đúng không? Nghĩa vụ học đệ tử của thầy. Chúng ta phải có cái năng lực như vậy. Chúng ta cố đi, cố gắng, đúng không? Thầy cô với đá không làm được thì đệ tử học trò của thầy cô với đá phải làm, đúng không? Nghĩa vụ, đó là nghĩa vụ. Và tu mà mình nghĩa là nhớ là kiếp quá khứ.
nhiều khi, rất là nhiều người. Họ thấy, họ nói rất nhiều về quá khứ, hiện tại. À, những người thầy bói hay nói tương lai. Họ rất là thích thú đúng không? Mấy thầy bói hỏi rất nhiều, hỏi những thầy bói về tương lai. Nếu mà bảo xem về cái quá khứ không thì họ không thích đúng không? Nếu mà nói về hiện tại không ai cũng không ai thích thú nữa đúng không? Không ai hứng thú nữa đúng không? Nhưng rất nhiều thầy bói là thích nói về tương lai thôi. Và bắt đầu nhờ vào dân án nền tảng và bắt đầu nhờ vào cái ngồi đầu tiên và bắt đầu nhìn về quá khứ trước khi ngồi và nhìn thấy rõ hơn theo điểm chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Chúng ta đọc trong sách này đúng không? Đọc trong sách. Để nó nghĩ rằng ở đây chúng ta đang ngồi ở đây, nghĩa là chúng ta hướng về lúc trước khi ngồi xuống chúng ta làm gì, nghĩa là chúng ta nhớ lại trước khi chúng ta ngồi. Cái người bình thường có thể hình dung ra được, có thể nhớ lại được, nhưng mà khi mà hành thiền á, cái định á, người có định á, thấy rõ hơn rất là nhiều. Và trong cái cách này chúng ta thấy được cái ngày trước, cái tuần trước, cái tháng trước, cái năm trước và cái lúc ở Parisanti, lúc tái tục, lúc tục sanh đó. Và tiếp theo và những cái sana của sắc và danh và lúc mà cận tử, lúc chết, danh sắc lúc chết. Và nếu mà thiền sinh có thấy được dễ dàng bắt đầu nhớ lại ngược lại đến cái kiếp trước, nghiệp Parisanti, chúng ta nhập lại quan sát cái Parisanti, tiếp tục và không có, và bắt đầu thấy lúc chết, lúc căn tử, là chúng ta là thấy lúc căn tử của chúng ta từ kiếp trước. Và như vậy chúng ta có rất là nhiều thứ để mà nói ở đây. Trong cái lúc này thì rất là rõ ràng đây, khi mà người bình thường á, thì ví dụ như người mới bắt đầu khi chúng ta thực hành, như là nhớ lại cái quá khứ đó. Tu mạng mình á, thì tu mạng thông, thì cái Parisanti ở đây, cái kiếp này, Parisanti, tái tục. Và sẽ có chú tị, Parisanti thì kiếp trước là chú tị, kiếp này là Parisanti, tục sanh. Kiếp này là Parisanti, và kiếp trước của chúng ta là chú tị, là tiêm tử, chúng ta phải ngược lại. Và trong kiếp này, chúng ta phải đi ngược lại tiếp trong cái kiếp đó. Tất cả Namarupa tới cái Parisanti của kiếp trước. Và chúng ta có thể biết rằng ngay kể cả những người không phải Phật giáo, họ cũng có thấy được kiếp trước của họ ấy. Không nghĩ rằng chỉ có Phật giáo, Phật tử, không phải Phật tử, họ cũng vẫn thấy được quá khứ của họ ấy. Và thiếu danh sách tới Parisanti, tới tục sản, tâm tái tục. Và bắt đầu quan sát và thấy được chú tí. Và từ chú đi Namarupa trong cái kiếp đó, và tới Parisanti, tiếp tục là Parisanti, và chú tí tiếp, lại tâm tử tiếp, bắt đầu lại quan sát rất là nhiều kiếp quá khứ như vậy. Kể cả ngay cái người không phải Phật tử, không nằm trong Phật giáo nữa, họ có thể quan sát được như vậy. Để nói về thần thông thì đừng nói về Vipassana, cô đừng hỏi Vipassana, để về thần thông. Về sự khác biệt về Phật giáo và không phải Phật giáo, trong lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật có là khuyến khích Phật tử, đệ tử nói về cả cái quá khứ này. Như là nhanh chóng, như là nhảy bước từ cái Parisanti chú tí, Parisanti chú tí, và bắt đầu nhảy Parisanti chú tí, như là cứ như vậy. Như là tâm tục sanh tử, nghĩa là rất là nhiều cái kiếp chúng ta có thể thấy được. Parisanti chú tí, Parisanti chú tí, Parisanti chú tí, nhảy bước, chúng ta nhảy quãng luôn. Parisanti chú tí, chúng ta có thể nhảy và chúng ta thấy nhảy bước như vậy. Và Đức Phật cũng dạy những cái phương pháp như vậy. Chính vì thế, có một cái ẩn dụ hay cái ví dụ ở đây. Không phải Phật tử, thần thông giống như là con côn trùng giống như là con trùng mà những con thiêu thân á. À, không phải, con trùng con đom đóm, con đom đóm. Firefly. Cái con đom đóm. Nghĩa là cái con nghĩa là cái thần thông của những cái người mà không phải là Phật tử á, thì chỉ giống như là cái ánh sáng của con đom đóm thôi.
như là họ không thể nhảy bước, họ phải đi tất cả những cái Namarupa, họ cần thời gian rất là dài để thấy được một cái kiếp. Đối với đệ tử của Đức Phật, nếu mà chúng ta thiện xảo rồi, chúng ta có thể nhảy bước cái phần Namarupa, và chúng ta nhảy ngay Parasandhi và đến Chuti, Parasandhi Chuti, tục sanh tử như vậy. Thì chúng ta làm như vậy. Đối với Đức Phật, thì Đức Phật có thể nhảy, đệ tử của Đức Phật nhảy bất kỳ rất là nhiều kiếp, vô số kiếp như vậy. Và Đức Phật có thể nhảy rất là nhiều kiếp. Bất kỳ kiếp nào muốn thấy chúng ta có thấy được, thì đó là năng lực của Đức Phật, chúng ta không thể nào mà nghĩ bàn được, đúng không? Nó rất là xa với chúng ta, năng lực của Đức Phật rất là xa với chúng ta. Và Chaturbhata nghĩa là thiên nhãn thông, và chúng ta cũng nhập vào tứ tầng thể nhân tạng và nhập vào cái cần đình của lửa trắng ánh sáng kasina, lửa trắng và ánh sáng hoặc ánh sáng. Đầu tiên là cái kasina nền tảng, chúng ta nói kasina nền tảng là tứ thiền ở đây. Sau đó chúng nhập vào cân định của kasina lửa, như kasina cân định của kasina lửa, chúng ta không phải jhana, không phải ancha định nha. Chúng ta bước thứ hai này, nghĩa rằng chúng ta phải đủ khả năng để biết được thế nào là cân định, và chúng ta không phải biết được cân định và ancha định, chúng ta không thể chứng được thần thông được đâu, chúng ta không biết được đâu, không thể hành thần thông được. Và kasina lửa hay là kasina trắng hay kasina ánh sáng, lửa trắng ánh sáng hoặc ánh trắng, chúng ta thành 14 cái phương pháp, thì không có nói về kasina ánh sáng ở đây, nhưng mà đây cái kasina nền tảng có thể là kasina ánh sáng ở đây. Cái máy chiếu nó bị dừng rồi. Tại sao chúng ta phải dùng kasina ánh sáng hay kasina lửa hay kasina trắng? Tại sao? Tại vì chúng ta cần cái ánh sáng rất là sáng để thực hành thần thông này. Chúng ta phải thấy ánh sáng rất là sáng thì chúng ta mới thấy được cái chú ý của người khác và Parisandhi tập tục sanh của người khác, là Chuti Vipatanyana. Nghĩa rằng ở đây, một số chúng sanh, họ chết đi với cái nghiệp tốt, họ tái sinh, cảnh giới tốt đẹp. Cái kiếp trước là gọi Chuti, đúng không? Như là cái chết là gọi Chuti, cái tái sinh là Parisandhi. Như là thiền sinh có thể biết được cái Chuti và Parisandhi, cái nghiệp nào mà tạo nên cái kiếp tương lai của họ, của cái chúng sanh đó, họ có thể thấy được, gọi là Chuti Vipatanyana. Và có thể thấy cái tâm tử và tâm tục sanh của người khác, nó cần ánh sáng rất là sáng. Chúng ta không biết là bao nhiêu gần bao xa bao nhiêu gần bao nhiêu, nếu mà đương nhiên nó rất là xa. Thì chính vì thế, về kasina, chúng ta mở rộng kasina ra. Và đây, nó phụ thuộc vào cái ánh sáng, cái kasina của chúng ta mạnh cỡ nào. Nếu mà kasina của chúng ta rất là mạnh, chúng ta có thể thấy. Nếu kasina không có mạnh, chúng ta không thấy được đâu. Và cái điểm chính đây, cân định, rất là, chứ không phải jhana đâu, rất là giới hạn này. Chứ không phải thứ thiền. Và tiếp theo, thấy màu sắc của mọi thứ giống như ánh sáng của kasina đã mở rộng ra từ gần tới xa, từ gần ra xa. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải nhập vào cân đính, mở rộng kasina, và chúng ta thấy, ví dụ chúng ta mở rộng ra kasina ra, ví dụ là một dia chẳng hạn, xung quanh thân của chúng ta như là gần một mét, chúng ta thấy rất nhiều thứ xung quanh thân của chúng ta rõ ràng. Chúng ta mở rộng, xong rồi lại mở rộng kasina tiếp ra, khoảng 2 mét đó, gần 2 mét hoặc dài hơn 2 mét. Chúng ta lại cố gắng, chúng ta thấy tất cả mọi thứ xung quanh cái khoảng chúng ta mở rộng kasina, chúng ta lại mở rộng kasina tiếp ra, thì nó phải xa hơn và xa hơn nữa. Nếu chúng ta có thể mở rộng kasina rất là xa, chúng ta có thể thấy được thần thông của chúng ta đủ mạnh và càng mạnh hơn. Và nếu mà ánh sáng mà mở đi, thì chúng ta nhập vào cái kasina nền tảng, kasina ánh sáng này, ví dụ như vậy, thì đó là kasina nền tảng, và chúng ta thấy được cái màu sắc và lại mở rộng cái kasina ra, như rằng từ gần đến xa. Như trong cái trường hợp ở đấy, thiên nhãn thống hay là túc mạng mình, như là quán kiếp quá khứ, là chúng ta mở rộng ánh sáng và thấy tất cả mọi thứ ở đây. Và nếu không, chúng ta không thể thấy được tất cả chúng sanh chư thiên, hay là lúc cận tử của chúng sanh, hay là tái tục của chúng sanh, chúng ta không thấy được nếu ánh sáng không đủ sáng. Và một cái điều nữa ở đây, nếu chúng ta nói Chuti Vipatanyana ở đây được cũng gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông bao gồm nghĩa là chúng ta có thể thấy rất là xa, cái khoảng cách rất là xa, những thứ rất là nhỏ từ rất là xa. Chúng ta có thể thấy là chư thiên, chúng sanh ở thiên giới, đó là cái năng lực của thiên nhãn thông. Cái năng lực của thiên nhãn thông, thì đó là thiên nhãn thông. Chubhavata, rất là nhiều thứ để mà nói về thần thông ở đây. Nếu chúng ta muốn biết chi tiết,
chúng ta đọc thanh tịnh đạo Visuddhimagga và chúng ta thực hành. Nếu chúng ta có thể bay được thì đừng quên thầy cô với đá nha. Như là cảnh nhỏ đây là gì? Như là không bị màu. Như là cảnh rất là nhỏ, chúng ta nhìn thấy cái thứ rất là nhỏ từ rất là xa, nhỏ bé từ xa chúng ta có thể nhìn thấy bằng cái thần thông thiên nhãn thông của chúng ta. Như là cảnh đó, cái vật gì đó từ rất là xa, nếu có thần thông thiên nhãn thông chúng ta có thể nhìn được. Để hay là có thể là chư thiên. Chư thiên là có thân ngõ rất là vi tế, rất là nhỏ nữa. Hay là có thể là rất là nhỏ, rất là vi tế. Hay là như, ví dụ như là cái xe nó đi rất là nhanh đúng không? Như là cái bụi bay mịt mù đi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy vào mắt chúng ta. Nhưng rất là nhiều thứ khác nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn bình thường mắt chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng với thiền nhãn thông chúng ta có thể nhìn thấy được. Điều đó là thiền nhĩ thông. À, thiền nhãn thông. Giờ là chúng ta cần ánh sáng rất là sáng, cái độ sáng rất là sáng để chúng ta có thể thấy được. Và 7:41 rồi. Thì chúng ta có tiếp tục không? Hay chúng ta tiếp tục hả? Về 10 cái về quán bất tịnh của vật thực ở đây. Cái tưởng về vật thực bất tịnh. Chúng ta có thể là học một hay là ba cái bất tịnh của vật thực đúng không? Được không? Tất cả, ok, thế thầy có thể dạy không vấn đề gì hết, thầy dạy hết. Đây có 10 cách để quán tưởng. Như là khi nào chúng ta ăn, như là chúng ta không nuốt dễ dàng đâu. Sau khi quán tưởng bất tịnh về vật thực, sau khi học cái này á, thì chúng ta không dễ nuốt nữa. Và Gamanato, giống như là đi. Như rằng chúng ta phải thấy là cái bất tịnh của mọi thứ giống như là không thanh tịnh, không sạch sẽ, không sạch cái này, con chó chết, con rắn chết, rồi phân, rồi vân vân, rồi cái mùi hôi, cái mùi. Khi mà chúng ta đi khất thực, chúng ta phải dẫm lên rất nhiều thứ bất khả ý đúng không? Chúng ta ngửi rất là nhiều thứ đúng không? Khi chúng ta ăn vậy, chúng ta nhớ cái đó, nhớ lại những cái thứ đó khi chúng ta đi khất thực đó. Như là cái được bất tịnh về vật thực. Thực ra đây rất là nhiều người khi mà chúng ta nói về những thứ bẩn khi chúng ta ăn á, họ không ăn được đúng không? Một số người như vậy. Thầy không có chắc chắn. Nên là nhưng mà người ta nói gì nói thầy vẫn không đối thầy không thành vấn đề. Khi chúng ta đi thấy rất nhiều thứ khác nhau, chúng ta dẫm lên rất nhiều thứ khác nhau, mùi khác nhau khi chúng ta đi á, thì chúng ta nhớ lại những cái đó, chúng ta thấy rằng những cái vật thực của chúng ta nó bẩn đến như thế nào, nó bất tịnh đến như thế nào. Prajasanato, nhờ đi khi đi tìm kiếm, khi chúng ta đi khất thực, thì nhiều khi chúng ta đi, chúng ta không được khác cúng dường, từ chối cúng dường nghĩa rằng khi mà chúng ta đứng trước nhà họ, người ta pante. Bây giờ chúng ta không có vật thực nào hết đó. Chúng ta không tìm, chúng ta không kiếm vật thực. Thế chúng ta đến nhà khác. Nhưng chúng ta không kinh nghiệm đó đúng không? Thầy có kinh nghiệm đó. Thầy đi khất thực ngoài làng, thầy biết. Nhiều khi họ chưa sẵn sàng để cúng dường. Hay là họ ấy, nhiều khi. Họ không sẵn sàng cúng dường, họ không muốn cúng dường, họ từ chối, họ không cúng dường. Nhưng chúng ta không thể phản nàn được đúng không? Tại vì đó là cái tài sản của họ mà. Cái đồ của họ mà. Và rất là nhiều thứ khác nữa. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi đâu trong cái đời sống xuất gia. Đặc biệt là khi hồi mà thầy còn trẻ thì cái vấn đề rất là nhiều. Tất cả vị tỳ kheo đi khất thực á, hồi đó còn rất là trẻ, hoặc là nhiều khi là 20, 20 mấy, 30, 35 khoảng tuổi như vậy. Khi chúng ta già như vậy, chúng ta không đi khất thực nữa đúng không? Và một số vị tỳ kheo vẫn phải đi khất thực ngoài làng. Thầy của thầy ở Manalay, ngài trưởng lão ở Mandalay á, khoảng 80 tuổi rồi, ngài vẫn đi khất thực ngoài làng, được hạnh của ngài. Và tiếp theo, cái điểm chính đây, nhiều khi chúng ta bị từ chối cúng dường, họ cúng dường từ bị từ chối. Nhiều khi họ thấy chúng ta họ đóng cửa, thấy vị tỳ kheo đóng cửa, đúng không?
Như là họ không muốn nói không, nhưng mà họ đóng cửa lại. Họ đóng cửa lại để chúng ta đừng go vào nhà họ nữa. Rất là nhiều trường hợp khác. Khi mà chúng ta đi kiếm vật thực, đi khất thực á, chúng ta phải kham nhẫn với tất cả những cái bất tịnh và những cái không có sạch sẽ trên đường. Nhiều khi họ không quét đường, đường không sạch chúng ta phải dẫm lên. Đừng có phàn nàn, không được phàn nàn. Và chúng ta chưa tới khất thực ngoài làng đúng không? Ngoài nhà đúng không? Nhà này tới nhà khác đúng không? Như trên đường chúng ta đi rất là đơn giản thì họ đã chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta nhận xong chúng ta đi về rất là đơn giản. Chứ chúng ta không đi khất thực nhà này qua nhà khác đâu. Chúng ta không biết. Nhưng mà cái đời sống xuất gia của tỳ kheo á, không phải đơn giản như thế đâu. Như cái đời thời thầy xuất gia đó. Không dễ dàng như vậy đâu. Và tiếp theo, paribhogato, như là khi chúng ta dùng. Khi mà chúng ta nuốt, khi chúng ta nuốt vật thực cùng với nước bọt và tất cả những cái thứ bất tịnh khác. Bao nhiêu thứ chúng ta nuốt cùng nhau, cùng với vật thực, cùng với đồ ăn, đúng không? Bao nhiêu thứ. Cái này cũng gọi là paribhogato. Như chúng ta có thể quán tưởng, chúng ta có thể thấy được cái bất tịnh của vật thực. Và một cái nữa ở đấy, cái tay của chúng ta là cũng dính vật thực. Bỏ chữ R đi. Cái tay của chúng ta cũng bẩn. Khi mà chúng ta cầm tay á, chúng ta dùng vật thực đó, thì chúng ta rửa tay vẫn có cái mùi của vật thực nữa. Đúng không? Thì đó gọi là paribhogato. Khi chúng ta dùng thì cái bất tịnh như thế nào chúng ta phải cảm nhận được, chúng ta phải quán tưởng cái bất tịnh khi chúng ta thọ dụng. Asajato secretion, nghĩa là sau khi thọ thực vật thực thì vật thực sẽ chuyển màu sắc khác nhau và cái mùi khác nhau, khi nó chuyển trộn với máu, chuyển với mổ, trộn với mật và đàm. Chúng ta có bao giờ tưởng tượng như vậy không? Hình dung như vậy không? Như là nó phụ thuộc vào cái điều kiện khác nhau, nó có thể thành màu khác khác nhau và mùi khác nhau của vật thực sau khi chúng ta ăn. Và tiếp theo, nidanato. Như là sau khi ăn vật thực sẽ là ở trong cái dạ dày không được rửa. Giống như là nó không ở trong cái, nghĩa là 25 tuổi chúng ta có 25 năm cái dạ dày chưa bao giờ rửa đúng không? Chúng ta rửa bát hàng ngày đúng không? Nhưng chúng ta không có rửa cái dạ dày chúng ta được. Như là chúng ta hơn 45 năm thì chúng ta có cái dạ dày không có được rửa 45 năm. Nghĩa rằng tất cả cái vật thực tốt và có thảo hạng cái nào thì nó đều cho vào cái dạ dày mà không có được rửa. Cái dạ dày không được rửa rất là lâu năm. Nó không phải là trong cái bát vàng hay là cái ly vàng hay vân vân. Hay là cái bát vàng, bát ngọc gì hết đó. Như là bát vàng hay là bát ngọc hay là ly vàng, ly ngọc thì rất là giá trị đúng không? Nhưng mà cái dạ dày chúng ta không có rửa nhiều năm rồi. Không có giá trị. Không phải là những thứ quý giá gì hết. Và đây, cái thứ sáu. Apribhogato. Và tất cả những thứ mà nó không được tiêu hóa, còn dư đó. Và chúng ta có thể thấy ở đấy, trước khi mà tiêu hóa, thì tất cả những cái mùi và những cái vật thực đó sẽ khác nhau. Và trước khi mà vật thực á, khi mà chúng ta tiêu hóa, trước khi ăn, sau khi ăn á, thực ra rất là rõ ràng. Đúng không? Chúng ta biết rằng đó vật thực mà nó paribhogato. Nhưng mà nếu thực cái gì đã được tiêu hóa, sau khi ăn xong rồi chúng ta phải đi vệ sinh đúng không? Đi nhờ vào nhà toilet, đi vào nhà vệ sinh. Chúng ta thấy nhà vệ sinh thì cái gì nó sẽ xuất hiện ở đó, đúng không? Parato. Và những cái quả và nó tiêu hóa rồi thì cái vật thực đó sẽ cái mùi hôi và tạo ra những cái thứ bất tịnh trong thân của chúng ta, ví dụ như là mồ hôi của chúng ta ấy. Mồ hôi á, nghĩa rằng nếu chúng ta ăn thọ dụng cái vật thực mà có mùi thì cái mùi nặng mùi thì cái mồ hôi của chúng ta có mùi. Khi chúng ta uống nhiều cà phê thì cái mùi mồ hôi của chúng ta cũng có mùi cà phê đúng không? Nhiều khi là kể cả chúng ta đi tiểu cũng có mùi cà phê đúng không?
như là nó ảnh hưởng đến cái thân của chúng ta, đúng không? Cái mùi của thân của chúng ta, nó tạo nên rất là nhiều những cái thứ bất tịnh ở thân của chúng ta, trong thân của chúng ta. Và điều đó nghĩa rằng khi chúng ta ăn những cái vật thực tốt, mùi tốt, sau khi đi vào trong thân của chúng ta, nó tạo nên những cái mùi khác nhau, đúng không? Và nếu mà vật thực phẩm không được tiêu hóa thì nó tạo nên cái ví dụ như là đau bụng nè, rồi bệnh ngoài da nè. Nếu mà vật thực phẩm không tiêu hóa hết thì tất cả nó tạo nên những thứ mà không bất tịnh trong thân của chúng ta. Nếu mà không tiêu hóa được thì nó tạo nên cái bệnh ngoài da, rồi bệnh đau bao tử, vân vân. Cái thứ chín, Nisanato. Chúng ta đã biết rồi, đúng không? Khi mà chúng ta ăn cùng nhau ở cái nơi công cộng, khi mà chúng ta giải quyết thì chúng ta giải quyết ở tại cái nơi kín đáo. Ngài Pháp Sư Đà nói cái này, đúng không? Khi chúng ta ăn ấy, chúng ta ngồi cùng cái bàn tròn ăn, rồi nói với nhau, ngồi với nhau, rồi bắt đầu nói với nhau vui vẻ, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta giải quyết vấn đề sau khi ăn rồi ấy, thì ngày hôm sau chúng ta không gặp nhau được, cùng nhau được, đúng không? Chúng ta phải ẩn đi, đúng không? Chúng ta rất là ngại, đúng không? Xấu hổ, đúng không? Chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó ở tại chỗ kín, đúng không? Chúng ta không ngồi và ngửi cùng nhau rồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau được, đúng không? Lúc đó chúng ta không để ngửi cùng nhau được, đúng không? Như là cái chiều da đó. Samarkanato. Nghiền nát, khi chúng ta ăn thì chúng ta bắt đầu sẽ dùng tay và chúng ta phải rửa. Sau khi ngay cả chúng ta rửa rồi ấy, rửa cũng không dễ dàng. Chúng ta ngửi cái tay của chúng ta vẫn còn mùi vật thực. Không phụ thuộc cái vật thực nào, ví dụ như là về thịt dê chẳng hạn. Thịt dê nó cũng rất là mùi, rất là nặng. Thịt dê rất mùi, rất là nặng. Nếu mà chúng ta dùng ăn vấn đề các thực thực đó thì cái tay của chúng ta có mùi cả ngày luôn. Nếu chúng ta rửa bằng chanh á, rửa bằng nước chanh thì may ra thì nó mới hết, còn không, nếu không rửa bằng nước chanh thì còn lâu nó mới hết, cả ngày nó có mùi. Tất cả vật thực cũng vậy, ngay kể cả là cái lá, một số cái lá vậy. Chúng ta nấu thế nào nếu chúng ta không nấu cẩn thận á, không có thời gian để rửa, chúng ta không có thời gian để rửa, chúng ta thì thấy cái mùi của cái tay á, là chúng ta thấy cái mùi ở tay, mùi vật thực ở tay chúng ta mà chúng ta rửa rồi. Sau mà cả đồ, chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi vật thực, như là mùi cà ri, mùi súp, mùi canh hay là mùi cơm hay bất kỳ cái loại vật thực nào thì nó sẽ dính cái mùi ở tay của chúng ta. Chúng ta ăn càng nhiều thì mùi ở tay càng nhiều. Chúng ta rửa, càng rửa thì nó rửa cũng không hết. Thì đó gọi là cái bất tịnh của vật thực. Thì nghĩ rằng sau khi mà đọc cái câu này thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta khó để mà ăn, đúng không? Chúng ta không tin á. Chúng ta ăn. Nhưng thầy vẫn ăn được, đúng không? Nếu chúng ta đọc cái câu này mà nói trước với thầy, thầy vẫn cứ ăn được. Và một điều nữa ở đây, có một ngày Sedong, người Miến Điện, người Miến mà khi dính mắc vật thực á, thầy ngài dùng một cách đặc biệt. Chúng ta học rất là nhiều thứ về từ những các ngài, các thầy bị thầy khác nhau. Thầy có biết tên của ngài Sedo đó. Ngài rất là thích ăn thịt heo. Ngài mới hỏi bảo các bà làm cái thịt heo tươi á, nghĩa là cái thịt heo tươi á cho ngài, nghĩa là không nấu á, không phải cho ăn, không phải để ăn. Và ngài buộc vào cái túi bóng, nghĩa là để gần cái chỗ ngài ngủ á. Và ngài có thể nhìn thấy khi bất kỳ khi nào ngài mở mắt ra. Cái ngày đầu tiên ok, nghĩa là không, nó chưa bị thối, đúng không? Tại vì nó đang để trong cái túi bóng túi ni lông. Ngày hôm sau ngày không ngửi thấy, ngày có thể nhìn thấy. Nghĩa là ngày mới nhắc nhở ngài là có muốn ăn thịt heo nữa không, tại chính ngài dạy bản thân của ngài.
Nhưng ngài có muốn ăn nữa không? Ngài ăn không? Ngài để cái thịt heo ở đó trong túi bóng rất là nhiều ngày, tới khi mà có những con có những cái con bọ giỏi nó trong á. Và ngày nào ngài cũng hỏi chính bản thân ngài, thế là có muốn ăn nữa không? Muốn ăn nữa không? Muốn ăn nữa không? Và ngài chính ngài luyện bản thân của ngài, tại vì ngài thích thịt heo quá nhiều. Và trong và sau đó ngài đã dừng lại hẳn ăn thịt heo nữa. Tương tự như vậy. Có một ngày hoặc là thịt gà vậy, ngài cũng để thịt gà trong túi bóng và tương tự như vậy. Có thể là ngài bỏ mấy thịt gà vào trong cái túi ni lông và ngày nào ngài cũng nhìn thịt gà như vậy. Cuối cùng á là thấy con giỏi nó mọc lên, nó như là thấy buộc kín vào trong túi bóng á, túi ni lông á, và bắt đầu thấy được cái giỏi bọ nó mọc lên, nó sinh ra ở trong đó. Thì cái mở ra cái mùi rất là thối. Và ngài cũng không muốn ăn thịt gà nữa. Thì ngài tự luyện như vậy, tự rèn luyện như vậy. Và tương tự như vậy, thầy không biết tên của một ngài Sedo. Và ngài Sedo gần Monstead, tiểu bang Mon. Một ngài trưởng lão. Khi chúng ta thích vật thực nào đó, thì ngài nhai cái vật thực đó. Và ngài nhỏ nhả ra. Ngài để trước mặt ấy, ngài nhìn cái vật thực đó. Và sau khi chúng ta nhai rồi thì cái vật thực nó thay đổi, đúng không? Khi chúng ta nhìn cái vật thực đó, chúng ta thấy là nó bất tịnh cỡ nào rồi, đúng không? Nhưng nếu người bình thường họ không dám. Họ không dám nuốt nữa, đúng không? Họ không dám nuốt nữa, tại vì thấy cái vật thực như vậy, nhả ra như vậy. Nhưng điều đó nghĩa rằng, thực ra khi mà chúng ta có thấy cái bất tịnh của vật thực, chúng ta sẽ không dính mắc vào vật thực nữa. Mà giờ chúng ta phải ăn những thứ bình thường. Nhưng chúng ta ăn để chúng ta những thứ bình thường chúng ta có thể chi túc rồi, chúng ta có thể thấy biết đủ rồi. Nhưng khi chúng ta dính mắc vào vật thực của chúng ta phải nghĩ về cái đó, vật thực đó, đúng không? Và bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, đúng không? Chúng ta cái câu hỏi. Điều này nghĩa rằng thực ra một số căn định có thể thần tâm, có ánh sáng có thể rất là mạnh khi mà căn định, nhưng không có loại nói về loại căn định nào, có thể là căn định tới tứ thiền chẳng hạn, đúng không? Cái này điều này không nói rõ ràng tại sao. Chính vì thế mà chúng ta hỏi rất nhiều các vị thầy, họ không có nói là cái loại căn định nào, căn định tới trước cái tầng thiền nào. Ví dụ là căn định của tứ thiền, nghĩa là không có nhập vào tứ thiền, nhưng mà cái căn định của tứ thiền, nếu chúng ta nhập vào tứ thiền, thì lấy Nimitta là đối tượng rồi. Căn định cũng lấy Nimitta là đối tượng, nhưng mà không có mạnh bằng tứ thiền, đúng không? Và chúng ta còn có gì nữa? Nhưng trong về thần tông thì là có sự khác biệt. Khác biệt là định nghĩa rằng chúng ta không phải tu Vipassana, nhưng là chúng ta tu hành Vipassana này khác. Chúng ta chỉ thấy được Upadanakanda, như là cái thuần. Khi mà chúng ta dùng thần thông, chúng ta phải biết rất nhiều thứ khác nhau. Chúng ta biết được tuổi tác, biết được tên, biết là cái vật tử chúng ta ăn và cái đồ gì chúng ta mặc, như là chi tiết hơn rất là nhiều khi chúng ta hành thiền Vipassana. Và chúng ta biết được chế định, và chúng ta biết được chân đế nữa, bằng cái thần thông, bằng thần thông của chúng ta. Như là thần thông thì cũng thấy được kiếp quá khứ, nhưng mà thần thông cái kiếp quá khứ là chi tiết hơn khi mà hành Vipassana thấy kiếp quá khứ. Thần công ở Vipassana thấy quá khứ thì chỉ là thấy cái thù ẩn, còn Vipassana còn thần thông thì thấy được rất là nhiều chi tiết về tuổi tác, về dòng dõi, rồi về quần áo nào chúng ta mặc, rồi các thứ nữa, rất là nhiều thứ chi tiết. That means
Ví dụ như là đây. Cái này, cái độ sâu của cái móng của móng nhà, móng của cái tòa tòa nhà chúng ta biết là sâu bao nhiêu không? Chúng ta biết nó sâu bao nhiêu, cái móng nó sâu cỡ nào? Biết rằng sau khi cái nền tảng chúng ta che đi rồi đúng không? Sau khi mà làm móng chúng ta che đi rồi đúng không? Chúng ta ở bên trên thôi, chứ chúng ta không có sống ở dưới cái móng. Nhưng mà chúng ta là sống ở bên trên cái móng, móng nhà ấy. Thì như vậy, trong trường hợp jhana ở đây, nghĩa là nó hơn cả cái nền móng đó. Tí chúng ta phải có chứng ngộ tất cả những cái móng cái tạo, như là 8 cái nền tảng, 8 kasina bát định trong tiền điền vô sắc. Thì cái cảnh nó thay đổi rồi đúng không? Nó khác. Trong trường hợp là sắc giới, thiền sắc giới, thì có thể giống nhau. Nó rất là vững chắc. Thì chính vì thế, là cái thiền sắc giới là nền tảng. Thầy không biết rất nhiều thứ về thần thông này, thầy không biết liệt kê nhiều ở đây. Và có một điều nữa ở đây. Sau khi mở thực hành 14 cách luyện tâm, tâm chúng ta sẽ rất là an tịnh, yên nắng, rất là sáng, rất là ổn định. Không có sự ảnh hưởng, không bị quấy nhiễu. Lúc đó chúng ta mới hành thần thông được. Nếu không có luyện 14 pháp luyện tâm, thì ánh sáng nó không đủ sáng, chúng ta không thể nào hành thần thông được đâu. Nghe rằng, chúng ta có thể nói rằng hai cái bước làm nền tảng. Cái đầu tiên, 14 pháp luyện tâm, đó là nền tảng của định. Nền tảng của định. Và sau đó, nền tảng của thần thông là tứ thiền. Rất là nhiều bước làm cái nền, làm cái móng, nền tảng, cái móng, nền móng. Nếu mà chúng ta là kiến trúc sư hay là kỹ sư đúng không? Chúng ta biết đúng không? Nhưng cô này là phải làm kiến trúc sư hay kỹ sư thì tại sao làm bác sĩ? Và đây. Cái này rất là tương tự với Vipassana. Thì quán mắt thực đây thì bất định mà thực chúng ta không chứng được chân á, chúng ta chỉ phải tại vì nó cũng gần rất là gần với chân đế. Bất kỳ cái gì thứ gì chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thấy như là cái lợi ích của thấy được thiên nhĩ thông là gì, lợi ích của thiên thầy không biết lợi ích là gì đâu. Nếu mà chúng ta mà nghe thấy nhiều thứ khác nhau thì sẽ ảnh hưởng đúng không? Cô nghe câu hỏi vậy. Thực ra khi chúng ta có nhiều thần thông hơn thì chúng ta sẽ càng thấy cái sự mà cái tàm khởi lên. Cái tàm khởi lên. Ví dụ chúng ta biết kiếp, nhiều kiếp quá khứ chúng ta thấy rất là có tàm quý khởi lên rất là nhiều đúng không? Tương tự như vậy khi chúng ta biết rất là nhiều thứ, rất là nhiều người khác nhau. Chúng ta sẽ thấy là không biết bao nhiêu lần chúng ta đã làm những cái chúng sanh như vậy đúng không? Nhưng chúng ta đã từng làm những chúng sanh như vậy đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy được cái sự kinh cảm. Nó phụ thuộc vào cái cách mà chúng ta dùng thần thông như thế nào. Về thầy có thể đạo giải thích thêm về tha tâm thông không? Nó tương tự như là thiên nhãn thông. Cái kasina nền tảng là kasina lửa trắng hay là kasina ánh sáng. Rất nhiều loại tâm khác nhau. Và đây, chúng ta đã nói, đầu tiên, chúng ta mới làm 14 các luyện tâm. Sau đó chúng ta có cùng cái kasina nền tảng, xuất khỏi cái kasina nền tảng mà chúng ta cũng có. Và cái chuẩn bị, giống như chúng ta học thần thông. Chúng có thể tứ thiền đây, cái kasina trắng hay bất kỳ cái kasina nào. Và chúng ta phải hình dung ra, nguyện để đọc tâm người khác, mong muốn đọc tâm người khác, nguyện, quyết định đọc tâm người khác. Như chúng ta đọc Mahasatipatthana Sutta, Kinh Đại Niệm Xứ, vân vân. Đúng không?
Đầu tiên chúng ta phải thấy cái tâm. Chúng ta không thấy cảnh, đúng không? Khi mà chúng ta thấy cả hai, tâm và cảnh, thì chúng ta có thể đọc tâm mình rồi đó. Thì cái việc đã nghĩ gì? Nó phụ thuộc vào ánh sáng của chúng ta mạnh cỡ nào và thần thông của chúng ta mạnh cỡ nào. Nếu mà chúng ta thuần thục thiện xảo, chúng ta có thể biết được cái tâm của vị đó và chúng ta có thể thấy tâm sâu sắc hơn. Chúng ta biết cái cảnh họ nghĩ gì, như là cái cảnh nào và cái tâm nào. Thì như thầy đã nói, cái màu sắc, ví dụ như là máu đỏ thì chứng tỏ máu đó rất là đỏ, chứng tỏ là tâm dục. Mà máu đen thì chứng tỏ người đó người có tâm sân. Và nếu chúng ta có tâm si thì sao? Sau khi mà chúng ta rửa thịt á, thì cái màu gì nó sẽ xảy ra? Ở nhà bếp chúng ta đã từng rửa thịt đúng không? Cái màu thịt không quá đỏ đúng không? Có thể là màu nó hơi nhạt nhạt, màu nó... Cái màu đó là cái tâm si, màu máu đó, kiểu đó là màu tâm si, kia là nó bị lật đi. Thì rất là nhiều cái màu sắc khác nhau, chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể tìm rất là nhiều chi tiết ở đó. Bằng cách thấy màu sắc của máu trong tim, chúng ta có thể biết tâm người khác, hay đọc tâm người khác, ấy, chúng ta có thể biết được cái cảnh của cái tâm đó, thì chúng ta có thể đọc tâm người khác được. Tiềm chính như thế. Khi chúng ta nghĩ về cái gì đó đúng không? Nếu chúng ta biết cái cảnh đó, chúng ta có thể biết chúng ta đang nghĩ gì đúng không? Đúng không? Như là chúng ta biết cái cảnh cái tâm người khác ấy, người ta cái ảnh ảnh cái đó, cái cảnh nó bắt cái cảnh gì, chúng ta có thể biết được cái tâm họ nghĩ gì. Thì cô đã đọc về Mahasatipatthana Sutta chưa? Về kinh đại sứ cô đọc chưa? Sơ đẳng chi đẳng ở đây nghĩa rằng cái tâm đi cùng với raga, tâm cùng với tâm dục, tâm mà đi sanh khởi cùng với, không phải không tâm không có dục. Nếu cô đã đọc, nó đọc thì tức là nó là như vậy, thì nó là đã nói trong kinh đại niệm xứ. Nếu mà tâm dục khởi lên, lại có chúng ta biết cái chetasika đó, cái tâm sở đó. Chúng ta còn có hỏi gì nữa? Nhưng bây giờ có thể ai mà nói thấy được tâm người khác không? À, thấy kiếp trước người khác không? Có thể, có thể. Nhưng cái đó cũng rất là lạ đúng không? Không có lợi ích lắm đúng không? Không hữu dụng lắm đúng không? Nghĩa là một số người ở đây họ cũng bảo là họ thấy được kiếp trước người khác. Và nhiều khi nó vượt quá mức. Nghĩa là nó vượt qua chú giải, nghĩa là họ nói quá mức đó, nói dối đó. Và nếu mà chúng ta nói dùng thần thông có thể, đối với Vipassana không thể, chỉ thấy được Namarupa bình thường thôi, còn nếu mà dùng thần thông thì mình thấy chi tiết được. Nếu mà chúng ta nói về trường hợp mà Paticca-samuppada duyên khởi, chúng ta có thể nói là họ thấy được. Còn gì nữa không? Chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Thầy không hiểu vị này hỏi cái gì. Không hiểu vị hỏi cái gì luôn. Nhưng thầy không hiểu câu hỏi vị đó hỏi cái gì. Câu hỏi cũng không nghe rõ câu hỏi. Và Vipassana là Vipassana. Và các căn nó khác nhau. Trong Vipassana chúng ta phải thấy là danh sắc rồi. Chúng ta có thể thấy được phân biệt danh sắc rõ ràng hơn, thì đó nghĩa là cái năng lực của Vipassana. Nếu chúng ta thấy nghe là tai tính hơn, mũi tính hơn, rồi mắt sáng hơn, thì không phải là Vipassana đâu.
như là chúng ta hướng tâm đến mắt tay mũi lưỡi thân ý, đó là những tất cả những cảnh về các căn, thì cái đó không phải là vipassana đâu. À, thì lấy câu hỏi là nghe biết nghe, người biết người, thấy biết thấy có phải vipassana không, thì câu hỏi là vậy, thì thầy bảo không phải đâu. Vipassana là cái đối tượng của chân đế, là vipassana là namarupa, chứ không phải là nghe biết nghe, người biết người gì đâu. Có thể là bình thường là 1 tiếng 100 vòng, 10 vòng, 100 vòng, là 100 vòng, là cái vòng thực hành 14 pháp luyện tâm đó. 14 pháp đâu, 14 cách luyện tâm đó. Không dễ dàng đâu. Như là 1 tiếng đồng hồ là 10 vòng là thế là quá đủ rồi, đúng không? Không dễ dàng. Nếu chúng ta ngồi cả ngày, thì có thể là rất là nhiều vòng chúng ta có thể làm được. Cùng 14 pháp luyện tâm. Thì có người hỏi là trung bình là bao nhiêu vòng, thì nó là 10 vòng 1 tiếng đồng hồ là tới quá đủ rồi. Mà nếu ngồi cả ngày thì càng tốt, ngồi cả ngày thì sẽ làm được nhiều vòng. Nếu người biết đọc tâm, biết tâm người khác, câu hỏi đang là câu hỏi. Thực ra ở đây, trong cái trường hợp này chúng ta không biết thần thông, khi chúng ta nói chuyện người khác chúng ta biết tâm người khác nghĩ gì đó, lúc đó chúng ta không cần thần thông đâu. Nhiều khi chúng ta biết, như là theo cách người ta nói, là theo cái giọng điệu người ta nói, chúng ta phải biết người ta nghĩ gì, đúng không? Như là chúng ta đoán được rồi, không cần thần thông, cái trường hợp đó chẳng cần thần thông gì hết. Tại vì khi cái giọng điệu người ta nói này, cách người ta nói này, chúng ta nhìn họ, chúng ta biết họ đoán nghĩ gì. Thì đó là chúng ta không cần phải thần thông. Không cần thần thông để biết họ nghĩ gì, đúng không? Trong trường hợp đó. Thế cô muốn đọc tâm người khác hay không? Hả? Cố đi, cố đi, cố gắng. Sau cái đó lúc nào đọc tâm của thầy cô bị đá. Lúc đó thì cô đọc tâm của thầy cô bị đá. Nghĩa là người bình thường thì không thể đọc tâm người bậc vị thánh được, đúng không? Đúng vậy. Mặc dù có thần thông, người bình thường không thể đọc tâm người thánh được. Còn cái gì nữa không? Nghĩa là năng lực tâm của họ mạnh hơn, đúng không? Bình thường thì họ không thể đọc được. Nghĩa là người bình thường không thể đọc tâm của vị A-la-hán được, của vị thánh được. Người bình thường, người phàm phu không thể đọc tâm của vị thánh dự lưu được. Sotobanna không phải đọc tâm của vị Sakadagami được, vị Sakadagami không đọc tâm vị Anagami, vị Anagami không thể đọc tâm vị A-la-hán được. Nhưng ngài Anuruddha có thể đọc tâm của Đức Phật được. Ngài Anuruddha có thể đọc tâm của Đức Phật được. Như là thiên nhãn thông, chúng ta thấy là kiếp trước, kiếp sau, cái tái sinh, cái nghiệp nào mà tạo nên cái kiếp tương lai của cái người đó, thì đó là trường hợp về thiên nhãn thông. Anagata Sanya, nghĩa là thấy tương lai, thì chứ không phải là nó thuộc cái nhãn tuệ khác. Anagata Sanya, thầy không chắc chắn được đấy. Như Đức Phật hiểu là Phật phải có cái tuệ đó. Anagata Sanya thấy được tương lai, thì Đức Phật, chỉ Đức Phật mới có được cái khả năng đó, cái thần thông đó. Đúng rồi, chúng ta có thể nói như vậy. Ví dụ như là nhiều khi ngài Sariputta, ngài là một đại đệ tử có trí tuệ rất là mạnh rồi, nhưng không có khả năng đó. Ví dụ Tamaladika là ngài Sariputta giúp vì đó cái vị mà đao phổ đó. Như là ngài Sariputta cũng thấy được tương lai, kiếp tương của người khác, như là không thể nói trước cái kiếp của người khác, không thể nói trước được, nhưng mà trong trường hợp của vị đao phổ đến ngày Sariputta có thể thấy được, giúp được vị đó. Anagata Sanya đó là một loại thần thông. Anagata Sanya có một câu hỏi tiếng Trung Quốc. Anagata Sanya
Nghĩa là Ma Vương làm sao thấy tâm Đức Phật được? Trước khi bên Đức Bồ Tát chứng đạo ấy, thì Ma Vương đọc được tâm của Đức Bồ Tát, nhưng mà sau khi mà Đức Bồ Tát chứng thành Phật quả rồi thì Ma Vương không đọc được. Nghĩa là trước khi mà Đức Bồ Tát mà chứng đạo thì Ma Vương đã chờ sẵn đó và chờ khi mà tìm cái lỗi của Đức Bồ Tát. Nhưng mà Đức Bồ Tát không có bất kỳ một cái ý nghĩ sai nào. Và sau khi Đức Bồ Tát mà chứng Phật quả rồi thì Ma Vương không có đọc được tâm của Đức Phật nữa. In this case, because of their false experience, they can recognize. Naturally. Because their own nature, they can think of behavior, everything, speaking, everything. For example, like it, when you have finished school, right? Ví dụ như là học xong trường đó. Ai đó mà. Mà nói họ nói về cái học vấn còn chúng ta biết được cái học vấn còn như thế nào đó. Như ai đó thấp hơn chúng ta nó biết đúng không? Ai cao hơn chúng ta không biết được. Thì tương tự như vậy chúng ta phải học của chúng ta học ấy. Như đa quả rất là mạnh đúng không? Chúng ta không biết chắc chắn được. Nên là người bình thường không được đọc tâm người bậc cao hơn được. Và chúng ta dừng lại ở đây nhé. Này hơi mệt đúng không? Idame punyanga sawakaya vahang hondu Idame punyanga nibbana sabacheyo hondu Mama punyabhaga sabasatanam pachemi Te sabbe me samang punyabhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu.